Alo, dạ bản xin trân trọng kính chào bà con, quý vị khán giả gần và quý vị khán giả xa. Thưa bà con và các bạn, thì hôm nay dạ bản có câu chuyện muốn tâm sự cùng mọi người thế này, đặc biệt là các anh em YouTuber đông đảo ở miền Nam và miền Bắc, hay là tất cả quý vị khán giả xưa nay đã đang ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Dũng Lò Vôi trong cái công cuộc là làm thiện nguyện, đóng góp rất nhiều cái việc từ ý nghĩa cho đất nước. Thì chúng ta cũng nên xem xét lại cái vấn đề này, bởi vì chúng ta xưa nay hiểu nhầm người đẹp Đinh Lan, hiểu nhầm quá nhiều bà con ạ. Đấy, bởi vì một con người như thế này thì không bao giờ biết nói dối đâu. Đấy. Có bằng dược sĩ này, có bằng y sĩ trung học này, có bằng đại học nông lâm này, bây giờ lại còn đang là học luật chính quy nữa này. Và vớ vẩn là chị này là chị là một cán bộ cao cấp trong chị là cán bộ cao cấp trong Bộ Công an đấy. Tí nữa chúng ta nghe rõ cái lời nói thì chúng ta sẽ nhận ra cái điều này. Thế thì thực ra là chúng ta đều hiểu nhầm đấy. Bây giờ phải xem xét lại cái động cơ và cái cách làm việc của vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và bà Hằng này trên không gian mạng bà con nhé. Bây giờ xem này, lời chia sẻ đầu tiên của người đẹp Đinh Lăng này. Đấy, chúng ta bây giờ phải nói rõ là người đẹp Đinh Lăng một cách là trang trọng đàng hoàng ấy, chứ không phải là mang cái tính là hàm nghĩa là như thế nào đó, thì mang cái tính tiêu cực như xưa nay một số bộ phận ở trên cộng đồng mạng là quan niệm là như thế là không công bằng với chị ấy. Đấy. Thế mời bà con nghe quan điểm kết tội của người đẹp Đinh Lăng dành cho người đẹp Đại Nam như thế nào? Cơ của bà Nguyễn Phương Hằng tấn công đài truyền hình Việt Nam, tấn công giới nghệ sĩ, Tấn tuyên công đài cáo truyền loạn chính quyền. Ngày hôm nay, hôm qua là nói rồi nha, nói luận Đinh Lan chỉ là người phản biện, phê bình, phân tích ra cho bà con hiểu động cơ của bà Nguyễn Phương Hằng. Chứ Đinh Lan không có cái ý mà để kết tội, buộc tội ai. Vì kết tội, buộc tội chỉ có cơ quan hành pháp của Việt Nam mới kết tội. bà con nghe lại một chút chút nhé, nghe lại một chút chút. Hôm Đinh qua Lan là không kết nói tội rồi đâu. nha, nói luận Đinh Lan chỉ là người phản biện, phê bình, phân tích ra cho bà con hiểu động cơ của bà Nguyễn Phương Hằng. Chứ Đinh Lan không có cái ý mà để kết tội, buộc tội ai. Vì kết Rất tội, tốt. buộc tội chỉ có cơ quan hành pháp của Việt Nam mới kết tội. Còn tôi là một cá nhân. Thưa bà con và các bạn, đấy. Một một trí thức đã có tốt nghiệp đại học nông lâm là một đại học nha, y sĩ tức là trung học hoặc cao đẳng đông y nhá, dược sĩ tức là dược sĩ trung học hoặc dược sĩ đại học vẫn là trí thức rồi, phải không? Và bây giờ là đang học luật chính quy tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Mà với một cái trí thức hiện đại này thì người ta hoàn toàn có thể thay đổi quyền lực giữa cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp, đặc biệt ở Việt Nam. Đấy. Cũng như là bên cái thế lực chống cộng bên hải ngoại ấy, người ta đòi 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 gì ạ? Thay đổi sức mạnh của nền tư pháp Việt Nam nó như thế nào, phải không? Đấy. Đòi hỏi tam quyền phân lập rồi cái gì đấy, thì cái này nó cũng cũng thấy giống giống cái quan điểm của người đẹp Đinh Lăng này các bạn ạ. Các bạn thử nghe xem nào. Tòa án thuộc bộ phận nào trong tam quyền? Hành pháp, tư pháp và lập pháp. Lập pháp chắc chắn là quốc hội rồi, phải không? Về phía các tổ chức hoạt động nhà nước, chính phủ nó là hành pháp rồi. Thế còn cái cơ quan tư pháp, thì người ta mới có thể đưa ra là các hoạt động giám sát, kiểm tra giám sát rồi kiểu là thi hành thực thi pháp luật đấy chứ, phải không? Thế thì hệ thống kết tội thì là cơ quan tư pháp thì một là cho ở phía ngành cơ quan an ninh thì nó bắt đầu là làm gì? Cơ quan điều tra thì người ta bắt đầu là tiến hành điều tra rồi thực hiện các hoạt động tố tụng theo luật.
kết tội thì là ở chỗ tòa án, đấy thì mới là những cái cơ quan tư pháp. Thế mà người đẹp này bây giờ là người đẹp này là gì, tuyên bố rằng từ bây giờ trở đi bà Hằng phải chịu sự chế tài của pháp luật ở các cơ quan hành pháp đấy. Thế nhá, cực kỳ là một cái điểm đổi mới về nền tư pháp Việt Nam này, là chưa cần đến là quốc hội phải thông qua, và cũng là cái việc xưa nay hiếm đấy. Các cơ quan hành pháp tiến hành cái việc gọi là gì, kết tội một người nào đó đấy. Cái việc này đúng là trên thế giới xưa nay chưa bao giờ có đấy. Người đẹp bây giờ bắt đầu là đưa ra một cái học thuyết mới, bây giờ thì khả năng là tư pháp đi điều hành sự, đi điều hành xã hội, điều hành sự vận chuyển, bây giờ cái mọi điều phối mọi cái hoạt động kinh tế xã hội, an ninh rồi là quốc phòng nói chung, vân 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 vân. Còn là cơ quan hành pháp thì quay ra làm việc của tư pháp đấy. Đại loại chúng ta hiểu đơn giản với nhau là như thế. Tiếp theo em người đẹp chia sẻ gì nhiều nữa. Tôi là một sinh viên, tức là một sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên tôi nói với tiếng nói của một người được đào tạo chính quy tại trường Đại học Luật, cho nên những cái văn bản, những cái điều gì thì tôi dường như đã được học qua. Cho nên là trước khi nói về cái tin bí mật, để lan sơ chút xíu đi, để hồi liên mang vô trong cái câu chuyện bí mật này cái lại quên. Thứ nhất, bà Hằng trong cái hai cái buổi live stream cũng công nhận là buổi live stream hôm qua bà Hằng đã biết sợ mà không chọn vào giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam đó. Đó, người đẹp này đã là gì, tuyên bố sự cải cách tư pháp của mình thắng lợi và sự đấu tranh chống giặc Nguyễn Phương Hằng của mình thắng lợi, là bà Hằng đã biết sợ khi live stream là tránh giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam đấy, không đem những cái con Covid biến thể là lên sóng nữa, vân vân và vân vân. Đấy, cái chuyện này rất là hay, phải không? Thế thì rất là nhiều điều để mà nói xung quanh cái người đẹp này. Cho nên là gì, khi mà nói là gì, bà Hằng với một cái người trí thức lớn mà có thể thay đổi được cả thế giới như thế này ý, thì thưa với bà Hằng, bà giặc Nguyễn Phương Hằng ơi, bà đừng làm giặc nữa, chống đối lại những cái con người nó vĩ đại, nó thay đổi cả thế giới như thế này là bà không thể làm được đâu. Bà giàu ở Việt Nam thì bà là siêu giàu, chứ còn đi ra ngoài thế giới thì bà cũng chưa là một cái đinh con ốc gì đâu mà để chống lại được những cái nhân vật nó vĩ đại như thế này nhá. Đấy, có bằng, có mấy bằng đại học này, có cả bằng hiện nay là từ năm 27 đến bây giờ vẫn là còn đang là sinh viên chính quy của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy, thế mà mới làm thay đổi cả cái thế giới, mà là cả một cái cả thay đổi cả cái thế giới bằng cách gì, chuyển đổi quyền lực giữa hệ thống hành pháp và hệ thống tư pháp, là với một sinh viên trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh này làm một cách như lật bàn tay, nhẹ nhàng như thế này. Với bà đấu tranh làm gì, bà đi phản đối làng nghệ sĩ để làm gì đấy. Chuyện này bây giờ 2 năm rõ 10 là bà Nguyễn Phương Hằng bây giờ đã trở thành giặc, và giặc đã biết sợ, hôm qua biết tránh giờ vàng rồi, phải không? Có nghĩa là người đẹp Đinh Lăng đã tuyên bố toàn thắng đấy. Nghe này, đó là live stream lúc 3 giờ chiều và kết thúc lúc 7 giờ tối. Đấy, live stream lúc 3 giờ kết thúc lúc 7 giờ. 3 giờ chiều và kết thúc lúc 7 giờ tối hôm qua. Cho nên là không vi phạm cái chiếm sóng đài truyền hình Việt Nam. Đó là một biểu hiện đáng. Đấy, từ trước đến nay là bà Hằng là thành lập công ty truyền thông trách nhiệm hữu hạn một mình tao, là vi phạm quy định chiếm sóng đài truyền hình Việt Nam. Đấy, và bà đã có âm mưu là gì, đánh phá vào tất cả các hệ thống truyền hình trên toàn quốc để một mình bà độc chiếm sóng trên cả nước. Đấy, rất là nhiều cái live stream mà người đẹp Đinh Lăng vĩ đại thay đổi thế giới này đã tuyên bố rồi. Đấy, cái âm mưu của bà là vô cùng lớn đấy nhá. Đấy, cái chuyện này là cái chuyện là gọi bà là giặc là không oan một tí nào đâu nhá. Đấy,
đầu tiên. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là không công kích bai mỉa, bóc trần, chỉ vãn, dơ giấy gì của bất cứ người nào nữa. À. Tại vì đối với bà Hằng, đó là chỉ vãn, dơ về giấy. Nhưng đối... Đấy, cái thắng lợi thứ hai của người đẹp Đinh Lăng này, sau hơn một tháng miệt mài tấn công vào giặc Nguyễn Phương Hằng là được thắng lợi, là cái thắng lợi thứ hai. Bây giờ phải nói là có ba cái thắng lợi. Thắng lợi thứ nhất là thay đổi quyền lực giữa hành pháp và tư pháp. Cái thứ hai là làm cho giặc Nguyễn Phương Hằng không dám live stream vào giờ vàng nữa. Đấy. Cái thứ ba, làm cho giặc Nguyễn Phương Hằng không, giặc Nguyễn Phương Hằng là không dám tấn công vào cái gì, không lôi cái dĩ dãng chơi giấy dễ gì giấu giếm của cá nhân nào nữa. Đấy. Thế hôm qua thì chỉ có lôi ra một số nhân vật trong quá khứ đã từng là làm những cái việc rất là bỉ ổi xấu xa. Ví dụ như là một nhà báo nào đó, phải không? Một nhà báo nào, một hai nhà báo nào đó đã từng là gì? Rồi là tống tiền, rồi là gây sức ép, rồi là cấu kết với người nhà của ông Dũng để hại bà Hằng thôi. Nói chung là cả hai ông bà, ông Dũng Lò Vôi và bà Hằng này phải chịu nằm dưới rất là nhiều làn đạn từ trong ra ngoài, tứ bề thọ địch, từ các lực lượng là phản động hải ngoại cho đến giới nghệ sĩ trong nước, rồi đến giới nhà báo biến chất, vân vân và vân vân. Và chỉ mặt đặt tên có một đôi nhà báo đấy, không bới ra dĩ dãng đâu. Đấy. Cái chuyện này là hình như là người đẹp này là dù mặc dù rất vĩ đại, rất thông minh, nhưng mà có lẽ là mừng chiến say chiến thắng là sớm quá, chưa để ý rút kinh nghiệm nhé, người đẹp và Đinh Lăng nhé. Đấy. Đối với cá nhân tôi và tất cả những cái người mà bị bà Hằng nêu tên. Đúng rồi, cá nhân thì hôm qua không nói đến. Này, rồi. Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục. Bây giờ mới đến cái đoạn là để sau khi báo cáo thành tích thì người đẹp này có những cái chia sẻ rất là hay. Bởi vì tại làm sao mà lại dám đương đầu với một đại gia như thế này? Thì bây giờ là cái lý do đầu tiên ta thấy là đây là một con người rất vĩ đại, thay đổi được cả thế giới rồi. Nên là bây giờ chúng ta nghe người đẹp này chia sẻ tiếp. Gần 40 phút rồi. Bây giờ Lan Đinh nói về cái câu chuyện mà hôm nay Đinh Lan hậu chuyện quý vị là tặng sách. Tặng sách thì theo phân tích của bên của bên theo phân tích của các anh. À, theo phân tích của các anh nha, của bên không biết bên nào. Nói tóm lại là sinh viên luật thì phân tích của các bên nào về cái việc là tặng sách thì không biết. Tặng sách là hoạt động cá nhân. Còn phân tích của ai thì bây giờ sao là chắc là cái của một cái cơ quan vô cùng là gì quan trọng để thực hiện cái chuyên án Dũng Lò Vôi. Đấy, chắc chắn là như thế. Thế là của ai thì người đẹp không nói. Đấy, nhưng mà bây giờ là bắt đầu là người đẹp nói thế này. Nha, Đinh Lan không có lộ ai là người chỉ đạo Đinh Lan hết. Theo phân tích của các anh thì một ý đồ tặng sách. Đây. Đinh Lan không có nói ai chỉ đạo Đinh Lan hết. Thì có nghĩa là đã có thừa nhận là đằng sau lưng mình đã có người chỉ đạo rồi. Nhưng mà từ xưa đến nay chúng ta cứ phân tích là, rồi kể cả người đẹp Đại Nam nữa, giặc Nguyễn Phương Hằng cũng nhận định rất là nhầm về đối thủ của mình nhá. Đấy. Người ta bảo biết mình biết người trăm trận trăm thắng, như đúng ra cái bà Nguyễn Phương Hằng này là nhận định là đứng sau lưng của người đẹp Đinh Lăng này là cái tập đoàn Võ Nằm Im, không phải đâu. Đấy, có các anh, không biết là, nhưng mà bây giờ tí nữa sẽ lộ ra là anh nào. Các anh ấy phân tích tình hình, các anh chỉ ra cái âm mưu của vợ chồng nhà ông Dũng Lò Vôi nhá. Nghe rõ nha các bà con nhá, tí nữa bảo biên ải là nói bậy nói bạ, sợ lắm đấy. Là một mưu đồ phía sau rất là kinh khủng. Bà con cứ nghĩ đi, sách này là sách do ông Dũng Lò Vôi viết. Sách ông Dũng Lò Vôi viết. Ông Dũng Lò Vôi viết thì trong đó viết gì? Viết về mị dân hay viết về chống phá chính quyền? Đó. Đó, cẩn thận nha. Ông bà Dũng Lò Vôi với lại Nguyễn Phương Hằng cẩn thận mà bây giờ xem xét lại nội dung của sách mình nhá. Xưa nay hàng bao nhiêu ngàn cuốn
mấy chục ngàn cuốn sách, mấy bao nhiêu đầu sách viết ra rồi là phải kiểm duyệt lại nội dung và bây giờ đi thu hồi đấy nhá. Mà đi thu hồi là không phải việc dễ đâu. Đấy, tuyên bố là một chuyện nhưng mà nó còn vẫn còn tồn tại ở trên, ở trong cái cuộc đời này ấy, thì nó lại là một cái chuyện khác. Cho nên là thu hồi sách nhanh chân lên còn kịp. Đấy, tôi thấy nguy hiểm lắm rồi. Đấy, mà bản thân tôi thì không đủ cái trình độ để phân tích nội dung sách của ông Dũng Lò Vôi viết thế nào, thôi cũng đành phải để cho người đẹp này phân tích cho chúng ta cùng nhau là được cảm nhận, được hiểu biết nhiều hơn. Đấy, xin mời các bạn. Nhưng những người này nhận sách đều phải ghi số điện thoại, địa chỉ rõ ràng để bà Hằng liên hệ. Ngoài những cuốn sách ra thì Đinh Lan nghe một người dân báo lại. Người dân báo lại là nó cho tiền. Những người nhận sách có số điện thoại. Sau khi tặng ông Dũng Lò Vôi này chu đáo quá, cho nên là bây giờ là chính vì cái sự chu đáo quá cho nên mới lộ ra sơ hở. Tặng sách người ta đòi địa chỉ người ta để làm gì? Cứ đưa ra nhân viên bưu điện ấy, nó chỉ cần nói họ tên một cái thôi, không cần nói địa chỉ, không cần nói số điện thoại để liên lạc xem có trao đổi có đến đúng tay con người hay không, không cần địa chỉ đâu. Nhân viên bưu điện mới bây giờ là nhân viên chuyển phát nhanh ấy, nó thông minh lắm, chỉ cần đọc tên người cái biết ngay. Đấy, ông cẩn thận quá, ông bà này cẩn thận quá là cứ đi kiếm lấy cái địa chỉ của người ta làm gì để mà gửi sách. Đấy, cho nên bây giờ là cái gì, người ta mà lợi thì bất cập hại, mà cẩn thận quá thì nó cũng không hay lắm đâu. Đấy, có khi là tí nữa người đẹp này ngày hôm nay chưa nói ra, ngày mai là bảo là vi phạm những cái nguyên tắc trong cái nghề trong cái ngành bưu chính viễn thông nữa, là ông bà lại mắc thêm một cái tội nữa là phá hoại lên cái nền viễn thông của cái đất nước này. Thông tin liên lạc nó chậm đi là kinh tế chậm phát triển đi, là kéo lùi sự phát triển của đất nước lại, là ông bà nguy hiểm đấy. Tôi nghĩ thế thôi, nhưng mà chưa chắc là hôm nay hay ngày mai, là nếu như nó nghĩ ra cái chỗ này kiểu gì nó cũng nói đến. Đấy, bởi vì toàn là những cái tội nghiêm trọng, cũng gọi bà Hằng là giặc không sai rồi. Tặng sách xong nó sẽ cho tiền mỗi người 5 triệu đồng. 5 triệu đồng để sau này khi nó gặp chuyện gì thì 2.000 người này hoặc 3.000 người được nhận sách này sẽ đứng lên chống phá lại chính quyền để giải vây cho con Nguyễn Phương Hằng nếu con Nguyễn Phương Hằng bị bắt đó. Đó nha, con Nguyễn Phương Hằng nghe rõ nha, nghe rõ ràng cái động cơ của vợ chồng giặc nhá. Con Nguyễn Phương Hằng nghe rõ nhá, tặng sách cho 2.000-3.000 người này và cho thêm 5 triệu, đồng thời là giữ cái địa chỉ số Zalo ấy, về sau này có cái chuyện gì ấy, nếu như mà giặc Nguyễn Phương Hằng bị bắt ấy, thì 2.000-3.000 người này được tặng sách này ấy, lập tức đứng lên tạo thành một cái lực lượng vô cùng mạnh mẽ chống lại nhà nước, chống lại chính quyền, gây sức ép để đòi chính quyền phải thả giặc Nguyễn Phương Hằng ra. Đấy, câu chuyện là nó nằm ở đây. Đấy, cái động cơ, cái mục đích là viết sách bao nhiêu đầu sách là bây giờ lòi ra nhá, 2 năm rõ 10 nhá, không phải là binh pháp tôn tử. Ấy, cái yếu tố binh pháp tôn tử bây giờ nó mới là ở cái chỗ này, nó mới hay đây này. Đúng là cái người khôn, người khôn thì mới viết được sách, nhưng mà thường thường cái người khôn thì chết vì cái khôn của mình đấy, thấy chưa? Rất là người đẹp Đinh Lăng này rất là thông minh, rất là thông minh, tỉnh táo và đã nhìn thấu được cái tâm địa của vợ chồng ông Dũng Lò Vôi nhá. Tiếp theo, mời người đẹp. Nếu như, xin lỗi nha, xin lỗi lại, đã gọi chị Nguyễn Phương Hằng bằng con, bà, bây giờ tôi gọi bằng bà đi. Rồi, như thế là tốt rồi, con Nguyễn Phương Hằng bây giờ biết, đúng, người ta có học. Người ta có học là người ta cái gì, là người ta biết điều chế, người ta tiết chế cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình trong từng tình huống, trong đó phạm sơ hở, phạm sai lầm một cái là biết xin lỗi ngay. Bây giờ gọi là bà Nguyễn Phương Hằng nha. Phương Hằng bị bắt thì 2-3 người dân này sẽ là một cái người trong cái danh sách sẽ đứng ra gọi là trỗi dậy lên để giải phóng cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bây giờ Đinh Lan nói về nếu đây là sách của do ông Dũng Lò Vôi sản xuất thì phải có thủ tục xin giấy phép phát hành sách. Đó, điều phát hành sách là một trong những hoạt động kinh doanh có điều kiện khi doanh nghiệp hoạt động.
giấy phép phát hành sách. Đó. Ông Dũng nghe chưa? Bà Hằng nghe chưa? Hay là cứ nào là kinh doanh làm từ thiện nhiều quá đi đến cho đến nỗi là cái đầu óc của ông bà là không hiểu được một cái điều là phát hành sách thì cần phải có giấy phép. Đấy. Không phải là cái không phải là cái thiệp mời đi ăn cưới đâu, đến cái địa chỉ là cái photo phô tủng rồi bắt đầu là nhận in thiếp cưới ra làm một tập thế này ôm về là đơn giản đâu. Đấy. Bây giờ nhá, người đẹp Đinh Lan này là mở mang cho doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và doanh nhân Huỳnh Uy Dũng. Đấy, một trong những nhà người siêu giàu. Đấy. Và có ảnh hưởng rất lớn trong cái sự vận hành của nền kinh tế Việt Nam, biết được một điều rất đơn giản rằng phát hành sách cần phải có giấy phép. Đấy. Mà bây giờ đã đi là bao nhiêu đầu sách rồi, không nhầm là 5 đến 9 đầu sách rồi, mà mỗi đầu hàng mấy nghìn cuốn, 20-30 nghìn cuốn. Thế này thì là không đi xin phép dở nhá. Đấy. Rồi lại cả cái rồi những cái cơ quan nào về quản lý này nữa thì bây giờ bị liên đới ầm ầm xuống đây này. Đấy. Thì như vậy cuốn sách này đã xin giấy phép phát hành chưa? Xin chưa? In ấn ở đâu? In ấn ở đâu? Là tùy tiện muốn in sách là in sách, mà tặng nội dung trong đó là gì đã được kiểm duyệt chưa? Chúng tôi những cái đơn vị mà làm về phát hành sách luôn luôn gửi một bản thảo. Đinh Lan là chủ tịch một hãng phim, là giám đốc công ty dược liệu lớn nhất Việt Nam, là người chuyên đi kiện thuê, nhưng Đinh Lan lại còn là người phát hành sách nha, làm công việc phát hành sách, cho nên bảo ông Dũng sai là 100% rồi. Phát hành cái cuốn sách này nội dung như thế nào, từ ngữ làm sao, có câu nào phản động, có chống phá chính quyền hay không, thì sách của ông Dũng Lò Vôi sản xuất xuất bản là không, nếu như mà của ông Dũng Lò Vôi xuất bản thì 100% Đinh Lan khẳng định là sách lậu, là 100% ông Dũng là làm sách lậu nhá. Đến bây giờ nhá, hôm nay bà con nghe rõ nhá, người đẹp Đinh Lan khẳng định 100% sách của ông Dũng in ra là sách lậu. Đó. Sách không chính thống, trong đó lời văn như thế nào, chống phá chính quyền hay không chưa biết, ma mị hay không chưa biết, tại vì không được truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy chống phá chính quyền. Đó. Không được truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy chống phá chính quyền nhá. Ông Dũng nghe rõ nhá, bây giờ lại có thêm một cái khái niệm nữa là văn hóa phẩm đồi trụy chống phá chính quyền nhá, ông Dũng nhá. Đấy, một vừa hai phải thôi, nếu không thì ông ăn đủ đấy nhá, ông Dũng nhá. Đấy, nó có cái chuyện như thế nữa đấy, phải không? Đấy. Thế bây giờ là ông tính thế nào? Đấy, thế xưa nay ông cứ là mãi làm ăn, ông không biết, ông cứ quan niệm rằng có những cái gì... là có những ấn phẩm mang nội dung chống phá chính quyền. Đấy, đi ngược lại những cái chủ trương đường lối chính sách của nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vân vân và vân vân. Đấy. Có những ấn phẩm mang nội dung như thế, làm này, tàng trữ này, rồi là những cái gì? Những cái tài liệu chống phá chính quyền nhân dân này, chống phá Đảng, chống phá nhà nước này, cái chuyện này ông nghe mãi rồi. Thì ông lại quên, hoặc là ông chưa biết đến. Đúng thật là cái người nhiều tiền thật, nhưng mà sao mà lại những cái điều đơn giản thế này lại không biết nhỉ. Cái vợ chồng nhà này buồn cười thật đấy. Đấy. Mà cũng may đấy, người đẹp này là thay đổi quyền lực giữa hành pháp và tư pháp này. Người đẹp này là làm đủ, lại còn làm ở chỗ gì, quyết định được chứ nội dung của sách này, phát hành sách này, cũng là người đẹp này. Và bây giờ nhờ người đẹp này ấy, thì mới có, thì mới biết được một cái chuyện là thế này này. Bây giờ lại có thêm một cái khái niệm mới là gì? Nội dung văn hóa phẩm đồi trụy chống phá nhà nước. Đấy. Tôi nghe lại nhá. Đó là tội rất nặng. Tội đấy, tội rất nặng. Đấy đấy. Cho nên khi mà cái anh nói cái thông tin này em nói ra thì sẽ làm cho đối phương sẽ cảnh giác và sẽ không có làm điều đó nữa. Mục đích bên đây là muốn bắt bà Hằng để luận tội một cái tội gì. Đinh Lan nghĩ như thế này, tôi vẫn nói, tại vì đến giờ phút này có phải mà chết hy sinh cho đất nước tôi cũng vẫn làm. Đã nói rồi. Vĩ đại quá. Các anh không chỉ đạo
chỉ nên nói những cái gì mà bình thường không lộ lên nhiều của cơ quan điều tra. Nhưng ngày hôm nay tôi chỉ là một người dân có học pháp luật, tôi phân tích theo hướng pháp luật. Các anh không chỉ đạo, nhưng các anh chỉ đạo cho tôi nói những cái điều gì mà không để lộ thông tin có bất lợi cho cơ quan điều tra nha. Thế thì cơ quan điều tra của Bộ Công an thực hiện chuyên án Dũng Lò Vôi, theo như cái lời của người đẹp nói ấy, thì chỉ đạo người đẹp Đinh Lăng này làm việc từng phần, cụ thể là hơn một tháng vừa rồi là đánh phá dữ dội vào bà Nguyễn Phương Hằng, phải không? Đánh phá dữ dội và đưa ra tất cả những cái bằng chứng nào là từ thiện cũng dởm, bà ấy chỉ nổ thôi. Đấy. Rồi là đất đai bất động sản có vấn đề, rồi là vợ chồng đánh nhau. Đấy, vợ chồng nhà người ta đánh nhau thì là bộ cơ quan điều tra Bộ Công an cũng chỉ đạo người đẹp Đinh Lăng này là công bố cho thiên hạ biết đấy, phải không? Đấy. Nó rõ ràng 2 năm rõ 10 ông Dũng Lò Vôi với bà Hằng này hết chống đỡ nhá. Đây là cái bẫy để người ta răng ra để bắt bà Nguyễn Phương Hằng nữa đấy. Đấy. Thế này, nghe cho rõ nhá. Cho nên tôi không lộ gì bí mật của cơ quan điều tra, tại vì trong mỗi một cái một chuyên án thì đều có, trong Bộ Công an đều phân ra như thế này. Ví dụ như C02 phối hợp với C03 hay là phối hợp với A84 trong một cái chuyên án của Dũng Lò Vôi chẳng hạn. Đấy. Thì luôn luôn là trong Bộ Công an sẽ phân ra một cái cục nữa để mà thanh tra lại các việc làm của ba cục này. Đấy nha, trong chuyên án Lò Vôi, trong chuyên án của Dũng Lò Vôi này nhá, Bộ Công an là có rất là nhiều cục mà mỗi cục đều phân ra từng cục. Đấy, nó là như thế nhá. C2 làm việc này, C3 làm việc kia, A84 làm việc này, trong cái ba bộ phận này nó lại là loi ra một cái cục nữa được phân là giám sát thanh tra lại ba cái bộ phận này, nhiều cục lắm. Đấy, nói đi nói lại thì bây giờ thì người đẹp này đúng là làm cái công tác điều tra những cái án kinh tế lớn như thế này, ẩn mình chờ thời giấu mình thật đấy. Nào là vào vai lừa đảo, nào là vào vai người tình của Vũ Hoàng Yên, nào là bỏ rơi người chồng tai biến, nào là đi thuê giật nợ, rồi đi thuê kiện, rồi là không có tiền trả tiền nhà, rồi không có tiền trả tiền xây dựng, vân 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 vân, làm đủ các việc thế này để mà tạo ra một cái vỏ bọc. Bây giờ cuối cùng là ra lòi ra một người đẹp rất là vĩ đại nằm trong Bộ Công an Việt Nam, ở trong cơ quan điều tra của Bộ Công an Việt Nam đấy nhá. Đấy, nghe tiếp. Trong cái chuyên án này cho nên mọi việc là đang chéo với nhau. Còn Đinh Lan ở là người của ai, bên bộ phận nào thì bản thân Lan cũng không nói ra. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Không ai lộ thông tin cho tôi cả, ban chuyên án đó. Đấy, rõ ràng nhá, 2 năm rõ 10 nhá. Bây giờ nhá, chính xác là Đinh Lan là ai, Đinh Lan là nằm ở bộ phận nào, Đinh Lan cũng không nói ra. Thế thì chắc chắn là chỉ biết là chắc chắn là một bộ phận ở trong cái cục nào đó được phân công để là gì ra tấn công bà Hằng. Nhưng mà cái bộ phận này chắc chắn là trong cơ quan điều tra của Bộ Công an. Hôm nay người đẹp Đinh Lăng đã tự nói ra rồi. Đấy, có nghĩa là cái màn kịch này sắp sửa hạ màn được rồi. Và bà Nguyễn Phương Hằng là bị người của Bộ Công an gọi là giặc này là đúng lắm rồi. Đấy, thưa mấy bà con và các bạn, đến đây câu chuyện đến đây là hết nhá. Mọi người thì bây giờ là có cái thái độ gì đối với người đẹp Đinh Lăng này thì là bây giờ cần phải xem xét lại cái thái độ của mình. May quá biên ải chưa có cái gì nặng lời ấy. Biên ải chỉ có 1-2 clip đi lên ở cái chỗ nào đấy là nói nó vừa thô vừa dốt vừa nát thôi. Đấy, nhưng mà thô dốt nát chưa nó vừa thô vừa dốt vừa nát vừa lừa đảo thì cái đấy là những cái nhận định thôi, chưa phải là cái kết tội. Đấy. Là chưa phải cái đánh giá mà cũng chưa kết tội. Nếu mà kết tội thì lại phải các cơ quan hành pháp của Việt Nam cơ. Thôi, cho nên là biên ải không có tội gì cả. Đấy.
Thế bây giờ là đặc biệt là lưu ý các bạn là YouTuber ở miền Nam ấy, hay là Vũ Quang với con ai ấy, thì ở miền Bắc này, hay là Long Lucas ở Bến Tre, cái gì nói gì đến người đẹp này là phải cẩn thận cân nhắc lời lẽ câu chữ đấy nhá. Chị là người của Bộ Công an đấy nhá, đấy nằm ở bộ phận nào là được chỉ đạo không nói ra đâu, không lộ ra đâu nhá. Đấy, vớ va vớ vẩn là ăn đòn đấy. Đấy, bà Hằng từ khi phá sóng của truyền hình, có âm mưu phá hết cả hệ thống truyền hình trên cả nước là bà Hằng đã thành giặc đấy, giặc Nguyễn Phương Hằng ấy, cẩn thận nhá. Đấy, thế thôi đi, bây giờ đã biết rằng mình thua trận rồi thì bà Hằng bà nên xin lỗi người đẹp một câu đi, không sao đâu bà Hằng ạ. À, đấy đấy, cái người này nó rộng lượng lắm đấy, chồng nó còn bị tai biến, nó còn sẵn sàng vứt ở nhà nằm ở đấy, cho một thuê một người nào đấy chăm thế nào thì chăm, nó đi mấy năm không thèm về cơ mà đấy, nó hy sinh cứu cứu dân tôi, cứu nước tôi đấy. À, đẹp nó tuyệt vời đến như thế đấy. Thưa bà con và các bạn, thì Trần Viên Hải xin chào bà con và các bạn, bởi vì nói chuyện đi nói chuyện về cũng hơn 30 phút rồi, lại vi phạm nguyên tắc là thôi bên phải ở bên Hải ở bộ phận nào, ai chỉ đạo bên Hải nói như thế bên Hải cũng không lộ ra đâu, tí nữa là chị Đinh Lan trên Bộ Công an thì chị tát cho rơi răng đấy. Bên Hải chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những clip sau.